Chào mừng 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt 3 tháng 4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Hôm qua, thành đoàn Đà Lạt đã tổ chức hành trình về thăm các địa chỉ đỏ tại xã Xuân Thọ, Trạm Hành và Xuân Trường của thành phố Đà Lạt. Hành trình về thăm địa chỉ đỏ năm 2015 do Ban Thường vụ thành đoàn Đà Lạt tổ chức đã thu hút gần 100 cựu chiến binh và các đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị chi đoàn trường học, đoàn phường xã và chi đoàn công nhân viên chức trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến thăm dân hoa và dân hương tại nhà bia tưởng niệm xã Xuân Trường và Xuân Thọ, thăm và nghe giới thiệu về các trận đánh, quá trình hoạt động cách mạng của cha anh đi trước tại khu vực xã Xuân Thọ, Dốc Đô, Hầm Sẻ, thôn Xuân Sơn và trạm liên lạc T372 của xã Xuân Trường. Qua đó tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Em cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia trên cái hành trình này, và khi đến những cái địa chỉ đỏ này thì em cảm thấy rất là tự hào và xúc động khi được nghe lại những cái câu chuyện mà các anh hùng cũng như là các bác ngày xưa đã chiến đấu như thế nào để bảo vệ được Tổ quốc giành lại độc lập. Hành trình về thăm địa chỉ đỏ còn là dịp để các cựu chiến binh về thăm lại căn cứ cách mạng năm xưa, nơi họ và đồng đội đã anh dũng đứng lên chống lại quân xâm lược. Và đây cũng là nơi mà không ít đồng đội của họ đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự bình yên Tổ quốc. Đối với các cô chú là cựu chiến binh, sự phát triển của quê nhà hôm nay là cả một niềm tự hào về sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước. Cô sinh ra và lớn lên toàn là trà với đồi thông không à, rừng già đồ không à. Nhưng mà bây giờ về thì thấy bà con ở đây nói chung là cuộc sống nó cũng có những cái phát triển mới. Đi từ sáng tới giờ với các bạn thanh niên thì thấy các bạn có cái tinh thần phấn đấu rất là cao và cái nhiệt huyết của thanh niên trong người của các bạn đã thấy là rất là sôi nổi. Không chỉ đến thăm những địa điểm gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng tỉnh nhà, các bạn đoàn viên thanh niên còn được nghe các nhân chứng lịch sử của các cuộc đấu tranh kể lại những trận đánh không chỉ hào hùng mà còn thấm đẫm nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình núi sông. Mỗi câu chuyện như góp phần khẳng định và tôn vinh những giá trị đã đạt được của nhân dân các dân tộc thành phố Đà Lạt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Qua cái chuyến hành trình này cũng mong muốn cho các bạn đoàn viên thanh niên của toàn thành phố để phát huy cái truyền thống anh hùng của tuổi trẻ thành phố Đà Lạt anh hùng, tiếp nối truyền thống cha anh để ra sức cùng thành phố góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Dịp này, thành đoàn Đà Lạt cũng tổ chức gặp mặt và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhất và trao 10 suất học bổng thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Đà Lạt. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của xã Trạm Hành và xã Xuân Trường.